Nặng không anh? Nặng. Mệt không? Cảm ơn nha con. Cảm ơn nhiều nha. Tại vì mấy bà mẹ bị sữa khổ lắm. Mùa này lính láp nghỉ hết rồi, về ginh thôi. Này sữa sữa Hà Lan, sữa gì vậy? Sữa Hà Lan. Sữa này dành cho những mẹ có bé nhỏ nha cả nhà. Mình về đợt này rồi đợt sau sẽ về nữa. Bữa nay gáp đi luôn hả anh? Mai gáp mới đi. Tôi nhân sách đó hả? Ở quá. Phải gì chó. Đi từ từ. Ông già rồi. Mới chích ngừa nữa. Chích ngừa tao đâu cho khiên nặng đâu. Dục gáp đi nè. Cái cái này thì nó mai sáng gỡ được hả? Thấy đi chứ. Chị ai? Trời, đi hỏi con nhỏ đó. Coi cái bao trong đó thôi. Bây giờ nhờ học trò nó gửi đi nè, nó đi xe tải được á thì mới gỡ được đi nè. Nga Nguyễn Thái Bình nè, cô chuẩn bị cho con được đi đây thôi nha, chứ nói chung là những cái đồ con yêu cầu thì có đủ hết á, nhưng chỉ thiếu khăn thôi. Nhà cô không có khăn mới, chứ còn cái yêu cầu nó là đầy đủ hết trong đây rồi, mười mấy món. Kính anh đâu không biết nữa. Mát quá vậy. Để lấy này khẩu trang nha. Đi vô nhà. Đi vô nhà. À,
bé gì hàng chắc mai mới gửi được nha con. Bây giờ thằng học trò của cô nó lấy, sáng mai đi xe tải ngang thì nó gửi được cho con nha. Thì hàng của con hàng khô thì để được. Đây là những đứa hoàn cảnh đặc biệt nè. Ai nữa? Cái này quận tư, còn mẹ cũng sửa, không có sửa cho con bú. Rồi anh không đưa số, địa chỉ cho nó biết. Anh gửi cho nó rồi. Nhà học trò lúc trước học ngày của học ngày xăm đây. Nay nó cũng chạy xe tải. Đi vô. Cả nhà này thấy tóc ổng ngắn không cả nhà? Em cắt ổng đó, ổng chửi em quá trời luôn. Ổng chửi em quá trời luôn, tại sao để tóc ngắn cắt dữ. Nhưng mà nó mát, mút nó dài lại, đúng không cả nhà? Nó nhìn thấy trẻ không cả nhà? Nó nhìn trẻ đẹp ha, gọn gàng đúng không? Bây giờ xe đi được giờ lúc nào là phải tranh thủ đi giao liền cho người ta. Chào mọi người.